Nghệ sĩ nhân dân Công Lý kể về nỗi sợ khi mắc bạo bệnh, vất vả đóng vai bắt đầu. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý lần đầu kể về thời gian khó khăn của mình khi mắc bạo bệnh và vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Nỗi sợ khi mắc bạo bệnh trong tập phát sóng Have a Ship mới nhất của Vietcetera, nghệ sĩ nhân dân Công Lý lần đầu chia sẻ về những khó khăn và nỗi sợ của mình khi mắc bạo bệnh. Anh bày tỏ với VJ Thùy Minh rằng bản thân đã may mắn vượt qua cơn bạo bệnh và được hồi phục. Nam nghệ sĩ tiết lộ trong chương trình: ngày hôm ấy trước khi đi làm, chiều tối tôi tắm một cái, tắm xong bị va quệt một tí, tôi vẫn bình thường nhưng thấy sao hôm nay có chịu thế nhỉ. Sau đó tôi lịm dần đi không hề biết gì. Nửa tháng sau tôi mới tỉnh dậy trong bệnh viện. Tuy nhiên thời điểm này anh chưa ý thức được tình trạng căn bệnh của mình. Nửa năm sau đó khi ý thức được tình trạng của bản thân, anh miêu tả tinh thần của mình hỗn độn và mang một nỗi sợ về tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Còn thời điểm hiện tại, anh đã bình tĩnh để nhìn nhận cuộc sống rõ ràng hơn. Trong thời gian nằm viện, khi nghĩ về vợ mới cưới, anh nghĩ tới một điều: chia tay. Sau khi nói ra hai từ này, nghệ sĩ nhân dân Công Lý bật khóc. Tháng 7 năm 2021, nam nghệ sĩ bị đột quỵ và phải nằm viện nhiều tháng. Sau khi vượt qua cơn nguy hiểm và được gia đình hỗ trợ điều trị bệnh, hiện tại sức khỏe anh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo chị Ngọc Hà, vợ nam diễn viên, sự hồi sinh của anh đến giờ bác sĩ vẫn nói là kỳ tích. Tín hiệu vui nhất là nam diễn viên đã bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Tuy thời lượng lên sóng của những vai diễn của anh khá ngắn, nhưng hầu hết khán giả đều xúc động khi nhìn thấy nam diễn viên. Sự gắn kết với hình tượng bắt đầu. Nói về hình tượng bắt đầu gắn bó với nghệ sĩ nhân dân Công Lý trong suốt nhiều năm qua, anh thẳng thắn giải bày: tôi làm bắt đầu vất vả và chỉ muốn tìm quãng nghỉ. Ban đầu tôi nghĩ vai diễn không phức tạp, nhưng khi bước chân vào quá mệt mỏi, trò chơi này dài quá. Anh nói thêm: từ thời gian nhận công việc này đến thời điểm bây giờ tôi thấy hơi quá sức, 20 năm rồi còn gì. Khi được giao vai diễn này, anh không có sự chuẩn bị cho hình tượng bắt đầu. Thời điểm năm 2003-2004, anh mới nhận ra vai diễn này vẫn tiếp tục. Ôi thôi, chết, cứ phải trải dài thế này à. Nhưng các thành viên trong ekip làm chương trình gặp nhau cuối năm trả lời: không biết. Qua mỗi năm, vai diễn bắt đầu được xé nhỏ ra, góp nhặt các chi tiết và tồn tại hình tượng bắt đầu điệu đà, kiểu diễm như hiện tại. Khi đó, nghệ sĩ Công Lý mới suy nghĩ vai diễn của mình có thể va chạm tới hiện thực cuộc sống, đặc biệt có thể gây ra suy nghĩ chế giễu cộng đồng LGBT+. Đừng vắng mặt trong chương trình gặp nhau cuối năm 2002, sự xuất hiện của Công Lý trong Táo Quân năm nay đã trở thành điểm nhấn của chương trình. Tuy thời gian tham gia không dài nhưng nam diễn viên đã mang đến chương trình những câu nói quen thuộc gắn liền với hình ảnh cô đầu như con điên của nợ. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý sinh năm 1973, được khán giả nhớ mặt qua vai diễn bắt đầu trong chương trình gặp nhau cuối năm. Anh cũng thử thách mình qua nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim truyền hình như Những Cô Gái Trong Thành Phố, Mê Cung, Hướng Dương Ngược Nắng. Hiện tại anh đang là phó giám đốc của nhà hát kịch Hà Nội.